chào tất cả các anh chị nhà phân phối và khách hàng nhà phân phối. Bodyki Easy ra đời năm 2021 và được sự ủng hộ tích cực của tất cả các anh chị. Chính điều này đã giúp cho ngành hàng Bodyki tăng trưởng mạnh mẽ. Năm nay, Bodyki Easy sẽ được tăng cường với hàng loạt hoạt động cải tiến, đặc biệt là thử thách Bodyki Easy. Phần thưởng của Bodyki Easy năm 2022 đó là một hành trình vô cùng tuyệt vời, nhưng đó không phải là ý kiến chủ quan của Triều. Bây giờ Triều xin mời tất cả các anh chị và các bạn gặp gỡ một người vô cùng nổi tiếng, một bạn trẻ, Lý Thành Cơ, một travel blogger 27 tuổi. Bạn ấy đã đi 39 quốc gia và xuất bản 3 quyển sách về du ký. Bạn ấy sẽ đi cùng và chia sẻ cũng như là người kiểm chứng cho sự thú vị này của hành trình vô cùng tuyệt vời này các anh chị và các bạn nhé. Chào Cơ. Hey, chào em đến với thử thách Bodyki Easy. Yeah, chào anh Huyền Thiên Triều cũng như là những anh chị của nhà phân phối của Amway. Và hôm nay em rất là vinh dự cũng như là rất là háo hức tại vì được tham gia lần đầu tiên cùng với Amway để mà đi một cái hành trình rất là thú vị, tại vì em đã đi được Đông Tây các nơi rồi, rất là nhiều nơi trên thế giới và tại Việt Nam luôn. Nhưng mà đây là lần đầu tiên đi với Amway và có rất là nhiều điểm mà em muốn trải nghiệm tại trong chuyến đi lần này. Triều đang ở Mũi Đôi và chinh phục được cực đông ở tỉnh Khánh Hòa sau khi trekking 12 km băng rừng, vượt sa mạc, lội biển và có mặt tại đây. Vâng, cảm thấy đã chinh phục được bản thân mình và vô cùng tuyệt vời, đã thấy được ánh sáng đầu tiên của đất nước Việt Nam chúng ta. Rất tuyệt vời các anh chị. Xin chào các anh chị nhà phân phối Amway. Vậy là Cơ đã vừa hoàn thành một cái thử thách gọi là cuối cùng và là khó nhằn nhất nhưng mà cực kỳ thỏa mãn, đó chính là leo lên một cái mỏm đá cao 7 m để mà tự tay mình chạm vào cái cột mốc của cực đông tổ quốc và được thấy được ánh bình minh đầu tiên trên đất liền tại Việt Nam. Và đó là một cái trải nghiệm mà kiểu như là adrenaline nó chảy trong người và cực kỳ thỏa mãn luôn. Và chắc chắn là mọi người phải thử cái trải nghiệm này trong cái chuyến đi lần tới của mọi người nha. Đây là lần thứ hai mà Cơ tới An Lâm thì ở đây vẫn mang lại một cái cảm giác rất đặc biệt, đó là sự bình yên và cũng giống như là buông bỏ tất cả để mà trốn đi đến một nơi xa rời những cái ồn ào của đô thị. Và ở đây thì vừa có một cái không gian resort nghỉ dưỡng thật là xinh đẹp cũng như là bãi biển để mọi người có những hoạt động trên biển nè. Và đây là một cái trải nghiệm rất là đặc biệt mà mọi người có thể có dành cho riêng nhà phân phối của Amway. Hãy cùng Triều tham gia vào thách thức Bodyki Easy để có những trải nghiệm tuyệt vời trong hành trình chinh phục cực đông và tận hưởng sự đẳng cấp của An Lâm Resort. Đi đâu không quan trọng là đi cùng với Amway.